Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi trải nghiệm một sơ đồ chiến thuật mới, đó là sơ đồ chiến thuật 4321. Và có anh em nào đang sử dụng chiến thuật 4321 này không ạ? Và hôm nay thì Cá Voi Gaming sẽ cùng anh em trải nghiệm sơ đồ này để xem điểm mạnh và điểm yếu của sơ đồ chiến thuật 4321. Và chúng ta cùng đi tìm đối thủ để trải nghiệm sơ đồ chiến thuật ngày hôm nay cùng Cá Voi Gaming. Đây là đối thủ của chúng ta để trải nghiệm sơ đồ chiến thuật 4321 ngày hôm nay. Vừa rồi là đội hình xuất phát của hai đội, và trong hiệp 1 trận đấu này, các cầu thủ của Cá Voi Gaming sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo xanh quần đỏ. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với trang phục là áo màu đỏ và quần màu đỏ. Đây là Son Heung-min, một pha xử lý chưa thành công. 4-3-2-1 là một trong những sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công. Và vừa rồi là một tình huống xử lý chưa thành công của Mbappe. 10 phút trôi qua, vẫn chưa có những cơ hội nguy hiểm được cả hai đội tạo ra về phía khung thành của hai thủ môn. Và liệu rằng đội bóng nào sẽ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở trận đấu ngày hôm nay. Pha dứt điểm rất đáng tiếc của Sadio Mane, bóng đi sát sạt so với cột dọc khung thành. Đây là tình huống phát bóng lên của Ter Stegen. Và phát bóng là rất mạnh lên phía trên. Người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía Cowboy Gaming. Đây là một tình huống căng ngang vào bên trong. Kevin De Bruyne vừa có một tình huống làm tường, cơ hội để cho chúng ta có bàn. Cowboy Gaming đang là đội bóng lấn lướt hơn so với phần còn lại. Bóng đang trong chân của Marcus Rashford. Đây là tình huống thoát xuống của Rashford. Và vừa rồi là một cú dứt điểm chưa thành công. Và ra trận vừa rồi của Messi đã mang về bàn thắng và tỷ số 1-0 trong trận đấu ngày hôm nay dành đến cho đội bạn. Tiếp tục là một cơ hội tấn công dành đến cho Marcus Rashford. Và lần này thì đã có bàn thắng tiếp theo, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bạn. Một thoáng lơ là, các cầu thủ của Cowboy Gaming đã để cho đội bạn ghi tới 2 bàn. Và bây giờ đang dẫn Cowboy Gaming với tỷ số là 2-0. Đây là tình huống phản công của Cowboy Gaming, một đường truyền chọc khe. Vừa rồi thì Son Heung-min chưa thể qua người thành công. Cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng và Messi lại có pha thoát xuống. Vừa rồi thì rất may, thủ thành của Cowboy Gaming đã có một tình huống ra vào hợp lý để giúp cho chúng ta tránh được bàn thua thứ 3. Một phút là khoảng thời gian bù giờ trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Và Cowboy Gaming vẫn chưa thành công với sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 ngày hôm nay. Vâng, như vậy hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bạn. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 2 trong trận thi đấu ngày hôm nay để cùng với Cowboy Gaming tiếp tục trải nghiệm sơ đồ chiến thuật rất đặc biệt 4-3. Người đang có bóng đó là Rafael Leao. Đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn. Tình huống thoát xuống của Rashford. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Đây là tình huống giao bóng của Cowboy Gaming. Chúng ta đã để cho đội bạn lấn lướt quá nhiều. Và hy vọng những phút tiếp theo của trận đấu thì Cowboy Gaming sẽ sớm có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, sau đó tính tới chuyện lội ngược dòng và ít nhất là một trận hòa trong trận thi đấu ngày hôm nay. Đây là Kylian Mbappe, một pha xử lý tương đối tốt của các cầu thủ bên phía Cowboy Gaming, và trọng tài đã không cho chúng ta được hưởng phép lợi thế ở tình huống vừa rồi. Đây là một pha đá phạt dành đến cho đội bóng áo màu xanh. Đây là một tình huống căng ngang, người có bóng đó là Koke. Chúng ta vẫn đang bất lực trong việc tìm kiếm con đường vào mảnh lưới của thủ môn đội bạn. Sadio Mane là người có bóng, đường xuống bóng hợp lý cho Achraf Hakimi. Tình huống căng ngang vào trong vừa rồi thì bóng hướng tới cái đầu của Son Heung-min. Không phải là Cowboy Gaming không có cơ hội, tuy nhiên thì ở những nhịp bóng cuối cùng thì chúng ta đang chưa đạt độ chính xác cao. Vừa rồi là bàn thắng tiếp theo, bàn thắng sóng nâng tỷ số lên 4-0 dành đến cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Người đang có bóng đó là Kevin De Bruyne. Bóng đang trong chân của Koke. Chúng ta sẽ phải ghi một bàn thắng, ít nhất là một bàn thắng danh dự trong trận thi đấu ngày hôm nay. 4-3-2-1 đang làm khó được Cowboy Gaming ngày hôm nay. Và đây tiếp tục là một cơ hội pha dứt điểm của Marco Rashford. Thì bóng từ từ đi vào lưới và tỷ số được nâng lên thành 5-0. Anh em dự đoán rằng Cowboy Gaming có thể có được bàn thắng danh dự hay không? Đây là một tình huống phản công rất mẫu mực. Pha thoát xuống là của Sadio Mane. Bàn thắng đến với Sadio Mane tương đối dễ dàng. Đây là Son Heung-min, cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng. Một pha đi bóng tương đối tự tin của Mbappe. Và cú dứt điểm vừa rồi đã bị chặn lại bởi thủ thành đội bạn. Đây là một pha đá phạt góc dành đến cho Cowboy Gaming. Người đang có bóng đó là Van Dijk. Tình huống tranh cướp bóng không thành công. Đây là Neymar, đường xuống bóng chưa tốt. Và Darwin Nunez là người cắt bóng. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về các cầu thủ đội bạn trong ngày trải nghiệm sơ đồ chiến thuật. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cowboy Gaming nha. Bye bye anh em.